vụ con gian hồi đó tôi sống nhưng sống nguyên đồ mày dạ. Nó giết con gian má con gian đồ nguyên ra chờ nó đó để tao lấy cái hình ra cho mày coi mấy mày dày mà nó xích tao ngang đây về nè đi không được tao nằm thăm trời ơi mày bắn bay lên trời là gì có mấy người con gì tám người con năm đứa có vợ chồng rồi hai thằng khùng nữa với dạ. Thằng ở trên tống mười cửa ngay chỗ mà chôn dựng tư đó rồi cái người mà có cái tâm thần mà có cái giấy này là con thứ mấy của dì con thứ tư là dì nói là nó nhai ly nhai đồ đó hả rồi bây giờ nó ở đâu bây giờ mới lùa vô trong châu thành bảo vệ trung tâm bảo trợ xã hội dạ chỗ ba của bé Ben đó ở đó ha không ở trong châu thành chỗ bến xe nè chỗ bán xe này á Châu Thành tốt lắm tốt ở trong Châu Thành luôn gần gần chợ Châu Thành luôn trung tâm bảo trợ đó là chỗ ba của bé Ben ở đó đó dạ hả dạ cô đi trong đây nè cô đi Tiền Giang em 1 tháng 2.700.000 rồi anh 20 ngày dẫn ra đóng 1.200.000 nè cô biết cô nghèo luôn dạ rồi cô hết nổi cô cho con hỏi cô nè là cái con người con cô á là bị tâm thần có giấy là nó nhai ly rồi nó ăn gì nữa không nó còn làm gì nữa nó không nó nhai chén rồi nó ở trường nó đi từ đây tới quán ông ly tới nhà nghỉ đi về rồi nó quải bao ra chợ người ta cho nó giấy đồ rồi nó có hành căng gì không trời đất coi nó hành còn 10 gen nữa vậy đó là nó tâm thần chứ đâu phải nó hành căng người ta để cái giấy tâm thần nhưng mà nó bệnh căng cô đi ma tà ta nói ma tà đi tâm thần nói tâm thần chạy riết nghèo luôn nó y hệt con gen vậy mà nó cầm đây nè cây này nó múa nè nó rồi cái gác vậy nó dở nhảy xuống á vậy là nó tâm thần mà mấy người thợ mộc mày coi vậy là ý cô là nó vừa bị tâm thần có giấy mà vừa bị hành căng luôn cái giấy này là nhà nước người ta làm người ta để tâm thần nhưng mà nó theo cô nó là hành căng nó hành căng bây giờ tao hỏi mày không thầy không hành căng sao con thủy nó ở quận tư mà nó đi đây trở nó kiếm được không có biết địa chỉ không gì hết phải đi tới cho cầu ông lãnh nó kiếm thằng thông làm nước đá hồi mà 10 năm về trước á mà đi không có địa chỉ ha rồi tao nói nó tối thôi bắt đèn lên bắt đi để bắt thì tốt hết tức là nhà nước thì nói nó bị tâm thần nhưng mà đối với cô là cô nói nó bị do bị hành căn chứ nó không có tâm thần cô nói để con cô là hành căn chứ không có tâm thần hồi ông nội ông cố tao là thầy pháp cho nên mỗi một năm là cúng rằm tháng 7 là 300 viên chè với 13 mùng 3 tết cúng con heo nhưng mà bây giờ tụi tao nghèo hết trơn rồi bỏ qua cái cuộc đó biết không nhà thì coi như là nhà thầy bà không á rồi bây giờ nó nghèo quá rồi bỏ không ai cúng quải hết trơn trời chứ nguyên cái gánh họ Nguyễn á là mỗi năm mùng ba tết phải hùng lợi cúng con heo đó chứ đâu phải thấy gì đâu bây giờ á hả khổ lên cô nằm chỗ vậy nó nói cho tụi quy nghe nha cái hậu khẩu trên đó nằm một đống vậy này nó giáp thâu 230 ngàn quỷ gì người nghèo còn cái quỷ người già tao ghét tao nói quỷ già luôn 27 ngàn thôi một năm á bị cái hậu khẩu trên kia còn ở dưới đây là không có gì hết ở đây phải giúp mình 10 kg gạo thùng mì nguyên năm đại dịch cô đang bán vé số Tiền Giang nuôi nó mà đại dịch này cô về là bữa 2 tây tháng 4 á là về vô đợt luôn rồi nhà nước này ở phường 9 này người ta cũng chiếu cố lắm tuy là tạm trú chứ người ta tốt lắm tại vì Hào quận 3 đồ nó biết cô từ hồi nhỏ tới lớn mà hồi mà giải phóng tới giờ mà với thằng con bà ba nãy là ông Hạnh là chủ tịch phường chánh đó thì nó ở xóm cô với vỉa hè rồi cô biết là mẹ bé Ben từ khi nào mẹ biết gen hồi mà cỡ 80 mấy mẹ nó dẫn lên tới 4 đứa con dạ đúng rồi nó tổng cộng là 4 anh chị em rồi 4 5 chị em là nó đi bán mẹ nó đi bán là cầm cái quạt tròn và cánh buồm bán quạt với 10 tờ 20 tờ số nói con bé Gen nó nói hồi nhỏ mẹ nó bỏ kiếm cắn là có mẹ lại nhà lòng trại Vinh mẹ hỏi mấy người đó đem gửi nhà lòng cái bà cột vô đây cái nó ăn bánh bò hay bánh cam hay xôi gì mẹ đi tới trưa mới trả lại kiếm bù là có chứ không phải nó nói không có đâu có sự thật ta ở đó chung với gánh ông Sáu Nguyên bán cá đó ở tới giờ ông Sáu Nguyên á
Rồi dì á, dì bị cái này á, dì ở nhà như vậy là mấy năm rồi? Dì không đi được mấy năm rồi? Không đi được mới hồi chích mũi 3 hồi năm rồi. Là một năm nay thôi. Một năm nay thôi lúc. Nhưng mà con bé ve này nè, nó đi ra ngoài đường, nó ngồi thiền á, nó ngồi ngay chỗ chùa Cao Đài á, cũng mới một năm nay á. Hồi đại dịch ta còn cho đi bán số, tao còn đi nữa. Đi chưa có đi cây này, chưa có đi xe này, chỉ là chích mũi 2 không có gì hết, mũi 3 mới bị thôi. Con nó ngồi chùa Cao Đài là có lý do à. Ngồi đây sáng nó sinh hai bịch con gạo lứt, cái xe nó gửi trong chùa hen. Rồi tao đi tao bán cửa bệnh viện, cái lợi nó cho tao một bịch, hay là ai cho có nhảy cộng bình mà. Thánh mày khùng hả? Má đòi nhảy cộng bình hoài, cái tâm mới nói công an phường 6, công an phường 5 người ta mới đem đi gửi, chứ con hạng con gian làm gì đem vô chùa gửi được. Họ không biết cái căn tư gì, họ nói phải. Rồi gửi hồi lúc đó là gì còn đi bán á, là gì thấy nó có ngồi thiền chưa? Ngồi, cây này nó múa, xe đạp chạy một tay, chạy dèo dèo giống thịt thằng con gì luôn, dạ, chạy một tay. Một năm á, là lúc đó nó gửi con rồi đó. Lúc đó nó gửi con rồi, còn cái lúc chưa gửi á, nó em đi lại ngay chỗ ẩm theo, tối 9-10 giờ nó ngồi sau đêm, ngay cây gừa lớn á. Tao bán với số còn phải hai lúa sau đêm Minh Thư, vòng vòng ban đêm chiều bán mấy chục cho đỡ, sáng đi nhạc. Ủa sao mày về gian, nó nói mắc đợi người ta mà không biết người ta nào. Nó ngồi nó về thì thôi mình đi, chứ mình ở đó mình tiếp nó hoài sao. Còn ở nhà nói em nó mướn á, chẳng biết thờ Phật kỹ lắm. Còn thằng lang thang Sài Gòn nói nó thờ Phật thờ Chúa lộn xộn có phải. Cao Đài người ta cũng thờ Phật thờ Chúa lộn xộn đó. Nhưng mà không có phải như vậy. Nó đi theo tụi cô nè, đi qua cho tắc xạy mà miễn phí người ta bao á. Cái nó thấy mình thỉnh ra tắc xạy nhiều quá nó cũng thỉnh. Rồi nó thờ ông thầy Tây An nó thỉnh hai ông. Hồi mà đẻ mấy triệu người ta cho đó. Nó mới thỉnh nó thờ ông đó. Nó thờ xa vậy nè. Ủa sao mày thờ kỹ vậy anh? Thế nó thì chiều tao cũng qua kia nó vài chục tờ đặng mình lấy góp sách, tao cũng thiếu tiền mà nó cũng thương mình. Thế lấy cái nó nói thờ chung á quýnh lộn phải để riêng ra nó không mà thì Cao Đài người ta cũng thờ mà từ cao tới thấp đó, rồi có bên Phật cái rồi có bên Chúa nữa. Nó nói sai quá à, nó nói động đất nhạn gian nó cúng gà, cúng gà là người ta thợ thợ người ta cúng thợ, thợ, dạ. thợ đúng rồi thợ cúng thợ người ta cúng nè, thằng thợ này thợ con chứ đúng có ba cái dừa cái thước ba nữa, tam vị thánh tổ của người ta cháu với lại người ta người dân tộc Khmer Nam Tông người ta ăn mặn. Nó nói là con gian nó ăn chay mà cúng gà, nó không biết cái gì mà nói bậy bạ. Không, con gian nó chưa quy y nhưng mà đâu có quy y rồi đâu có tội. Nói lên căng nó nói xăm chi dược giọng, là cô nói với xăm chi dược giọng cháu nghe. Khi nào hai vợ chồng cháu chồng nó đi ngoại tình, nó mướn để nhà trọ này nhà trọ kia mấy gọi là tham chi dược giọng. Còn như con cũng ngoại tình nghe, con cũng lấy thằng này kia có chồng rồi á, mới gọi là tham chi mà dược giọng nghe. Cái đó mới đúng, còn con gian nó chưa quy y, nó chưa vô chùa, nó chưa cạo. Với lại nó chưa có đăng ký kết hôn lần nào, mặc dù nó có một cái thằng Bắc Kỳ có đứa con gái. Thằng chính giữa có thằng trai rồi còn Tấn Chùa nữa là ba. Không biết thằng đó mày. Chính với thằng Tấn Chùa nữa là ba người, vợ Trường nữa là người thứ tư. Nhưng mà nó làm gì kể nó, tại vì nó đâu có cái giấy đăng ký kết hôn. Nó không có dạy dỗ nó. Nó không có giấy đăng ký kết hôn. Bắc Kỳ rồi đó xuống mạnh công ty á, rồi gặp nó rồi mới dẫn về Sài Gòn. Rồi nó sống không được sao, đứa con đó mất luôn rồi, Bắc Kỳ mất luôn. Rồi sau này nó mới, trời ơi mấy người không biết, mày nói đúng á. Nó gặp Trường nữa là người thứ tư, và nó không có đăng ký kết hôn. Con của nó là mang họ nó là mẹ đơn thân thì nó quen ai nó làm gì, nó không hề vi phạm pháp luật. Khi cô á nói đưa cho nó gạt á, đi bán Trung Quốc hay Campuchia, nói dẫn đi Ấn Độ nè. Khi cô nó mà không có học, nó ngu mà không có tu nữa, đi nước ngoài cháu phải có đăng ký kết hôn, còn độc thân phải có khai sanh, phải có căn cước hiện nay, chứ cái chứng minh cũ đừng nói đi nước ngoài được. Sư cô á là người ta còn đang tìm tung tích coi cái sư cô này là ở đâu. Thôi tìm cái rồi. Sư cô có mắt kiến đó thì cô đầu tiên Quyền Linh á. Ta cũng lên tìm ở trên Tiền Giang nát. Mà chưa biết là bà ở đâu nè. Ở Long An cũng không có, rồi tao lên tới Hậu Giang, mày tưởng tao không hoạt còn nó về trên Hậu Giang nó biểu thầy chùa đó là chứng cho nó cái giấy hành đạo, cái giấy tu sĩ thầy cho đâu có chứng.
ta đang tìm thưa cô Hoàng Linh. Không có chứng. Trời ơi, bây giờ nha, tao có một thông thương rồi mấy đứa miệng tư đó, danh cho gần đầu đường tới chợ. Tao nói ở đây mà dẹp không được mấy si cô, mấy thầy á, em kêu xuống dẹp một cái một. Chứ đừng có nói chuyện mà ăn hiếp người ta. Quá. Nhưng mà như nhà con Ven á là đừng có để cho thầy bà cô đồ lợi nhiều quá. Tôi nói lên đài, tôi nói giờ dì Sáu phải mạnh cổng rào phá lợi, không tiếp ai nữa. Nếu Mạnh Thường Quân muốn cho con Ven thằng Trường người ta có tài phản, sợ gì mà công chúng mắc cái gì mà đưa ra mấy thằng lúc tốt. Mà con Ven nó giàu con cháu, sống về nhà tâm linh á, là nó nhà ngoại cảm á, ta nói cây bồ đề chỗ hai ba. Dạ con nói cho dì nghe, cây đó không phải là cây bồ đề, cái cây ngay trước cửa nhà con bé Ven là cái cây bồ đề, cái lá nó dài, còn những cái cây trổ bông đó là cái cây ở bên hông cặp với cái mé nước đó là cây lâm dồ. Cây lâm dồ nhìn rất là dồ, giống cây bồ đề nhưng thực tế nó không phải là cây bồ đề. Cây lâm dồ nó trổ bông á, cái tâm ý. Cây bông đề, coi cây lâm dồ trổ bông vàng bông đỏ đó là chuyện bình thường, rất nhiều nơi có cây bông lâm dồ trổ bông đó. Ông Ba Phi là cái thằng này nó đi lạc tới Hà Tiên Vũng Tàu con cô. Cái ai sát chết cô lại cô nhìn, ai sát chết lại nhìn, cái mấy coi qua coi ổng là cái ổng mới nói là không chết đâu bà, nó đi lên rồi vài ngày nữa nó về, là tám tháng á nó về. Cái ông Ba Phi cũng tìm thầy cốt rất là hay, ổng nói con gian này tháng tư này đổ lên ấy, là nó có nhà lầu xe hơi, nó cắt cái nhà đó nó chơi chắc gì nó ở trong đó, nó có nhà lầu xe hơi. Tại vì cái duyên số của nó tới đây là trời định cho nó, cũng như mình khổ quá rồi. Bây giờ mình đừng có nói gì thêm bớt, cháu ơi, nghiệp nó hoạt. 70 chưa gọi là giàu, đến khi mưa to gió lớn thì tuôn một giờ, đâu có bởi đâu. Mình nghèo thì nó như vậy, mình nghèo chứ sống khỏe à cháu. Cũng như con bé Ben á, cuộc sống nó rất là cực khổ, thêm bất hạnh cái chuyện tình cảm nữa. Rồi mẹ cha không có đó, nhưng mà lý do bé Ben nó nhiều cái bị dẫn dắt. Con thấy YouTube nó quay, trời ơi, nó dẫn dắt. Dẫn dắt. Còn thằng Thiên Anh nó lên nó làm giả bộ bé Ben với thằng lang thang Sài Gòn á, rồi tới đây nghiệp nó quạt. Nếu nó muốn thích vậy á thì nó đem dòng họ con cháu ra ngồi trận trận ngáp ngáp đi, cho lưu tốt cho tiền. Chứ nói chi vậy, chứ làm chi vậy, nhái người ta làm chi vậy. Tao nói 70 cho gọi là giàu. Nói chi nó không phải. Bây giờ ha, cái ba con Ven nó ác lắm á. Đó quýnh má nó gãy tay nha. Giận hại lên mặt. Ủa, sao mặt bà vậy bà? Bà Sáu. Bà má nó bà Năm, bà Bảy gì quên rồi. Ủa sao mặt gì kì nha? Là ba Ven đánh má Ven. Trời ơi, nó Ven không quýnh. Nó tai biến nó ở trong quýnh. Rồi nha em. Ít ngày gãy bình thường. Ít ngày gãy tay quýnh riết nó kiệt sức. Mà nó má nó ốm nhon mà nghiện rượu nữa. Chứ không phải ấy đâu. Trời tội lắm. Mà chứ nó dẫn con lên lang thang. Mà thời điểm đó quần áo có cháu. Mình nữa thì có dòng họ đông cho anh này kia Sài Gòn được cho. Rồi Quý Màu á lại anh ta bán áo mới sẵn đó cho. Còn nó lạnh lẽ. Nó không có ai chứ. Mình nghèo chứ quần áo đầy. Bây giờ đói ở rách thì không có rách chứ. Đói à, mạnh được đói. Thằng này nó mận hộ ngày 20 rưỡi. Cháu ơi á, nuôi cô đóng tiền nhà 1.2 triệu, điện nước nó đứt 2 triệu, hơn 2 triệu đó. Nó nuôi cô nữa. Đâu sáng nó nấu ăn bỏ ra đó, về đưa ăn cô tay. Còn có một tay này à, bữa bưng tô cháo trắng từ dưới tới đầy rớt. Không có mận được con. Buồn trong bụng tay quanh liệt, mày giờ nằm liệt luôn. Liệt luôn. Mẹ của Ven là lý do sao mất? Hả? Mẹ nói là bán giấy số rồi bệnh rồi nằm dưới hè. Dưới hè chết không ta không hay. Chết chỗ họ là mình đúng không? Chết ta lại người ta kiều. Ủa sao bán số nằm quậy không đi, cứng đơ. Đó. Rồi thời điểm đó cô vô đây đầu. Thời điểm đó cô vô rồi. Cô vô 2002 rồi. Nhưng mà cũng tới vui. Biết rồi con thấy. Rồi con thấy con thương năm con gái. Chứ năm con gái mà tao chọn con đường sai. Biết sai chỗ nào không? Nó bỏ luôn. Sai là tao theo thằng Hồ Duy Hải, Quang Minh Chính Đại là mình theo. Thấy bắt qua.